Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ, vận trình tử vi 9 ngày tới của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Chỉ cần biết 3 điều này, vượt qua tai ương, hết kiếp bần hàn, tiền vàng chật két, cực kỳ giàu có. Quý khán giả thân mến, theo quan niệm của tử vi, mỗi con người khi sinh ra đã được định sẵn số mệnh, sống chết, giàu có hay nghèo khổ cũng do số phận định đoạt riêng cho từng người. Hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên, mọi may mắn đều do số phận ông trời an bài. Phú quý sang hèn của mỗi người đều do số phận quyết định và cũng không có số phận nào là thập toàn, thập mỹ. Theo quy luật số mệnh, cứ 10 năm trong cuộc sống sẽ có sự đổi vận một lần và cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi. May mắn hay vất vả hơn còn tùy thuộc vào cung mà thời vận đang đóng ở lá số tử vi của mỗi con giáp. Nếu có nhiều sao xấu thì thời vận mới sẽ nhiều vất vả. Còn nếu thời vận mới nhiều sao đẹp, sáng sủa, thì thời gian sắp tới cuộc sống của con giáp đó sẽ bước sang trang mới. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bạn mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, khi xem vận mệnh của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, các bậc thầy tử vi cho biết, con giáp này thời trẻ gặp phải rất nhiều khó khăn, trắc trở, nhiều lần rơi vào bế tắc khốn cùng, đã có lúc canh thân đã buông xuôi, đầu hàng trước số phận, cả đời ngồi gặm nhấm nỗi đau bị thương một kiếp. Thế nhưng, vì ý chí kiên cường, gặp khó không tử, gặp nguy không nản, kiên nhẫn đợi được thời, thế nên, bước sang 9 ngày tới, con giáp này đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được 3 điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ diễn biến ra sao trong 9 ngày tới này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Thì xin mời quý khán giả chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, đối với Canh Thân, lười biếng đôi khi là một căn bệnh. Tuy tâm trí và cơ thể đều thuộc về chúng ta, nhưng trong thực tế, con người cần tách biệt cảm giác nhận thức của hai phần này mới có thể dễ dàng làm chủ mọi điều trong cuộc sống của bản thân. Đã bao buổi sáng Canh Thân thức dậy, đầu óc nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày đẹp trời và ta nên biến nó thành một ngày tuyệt vời bằng những kế hoạch hoặc dự định, hoặc bắt tay vào thực hiện những tính toán của bản thân. Cũng có thể tâm trí giản đơn bắt đầu thôi thúc bạn tập thể dục, thể thao, hoặc mở cuốn sách ra đọc, bắt đầu học ngoại ngữ hoặc những chương trình kiến thức còn dang dở, chắc chắn là rất nhiều. Nhưng cái cơ thể Canh Thân lại cảm nhận khác. Nó cảm nhận rằng nó muốn ngủ tiếp, muốn nằm nướng tiếp, chưa muốn nỗ lực vội, chưa muốn cố gắng ngay, chưa muốn chăm chỉ cần cù. Và cái cảm nhận của cơ thể dễ dàng khiến tâm trí phải nhượng bộ để đi tới một cái kết muộn thôi. Cái suy nghĩ mai cố cũng không muộn, 7 cái mai qua đi vậy là hết một tuần, 30 cái mai rồi cố vậy là hết một tháng, cứ như thế là hết một quý, 365 cái mai. Vậy là một năm rồng vật vã chẳng đổi thay. Người thành công dĩ nhiên là phải đủ giỏi, nhưng lắm lúc trong đời kỷ luật với bản thân mới là thứ giúp bạn có sự thay đổi đường đi. Bạn sẵn sàng bao nhiêu để cháy, cảm thấy đáng bao nhiêu để cố, từ bỏ bao nhiêu phần thoải mái của bản thân để phấn đấu hăng say cho sự thành công. Kỷ luật là thứ không ai có thể ép hay hướng dẫn hay kèm cặp bạn được cả. Lắm người khi bắt đầu khởi nghiệp, cái đầu tiên họ lo là vốn, nhưng họ không biết rằng bản thân họ chính là phần vốn quan trọng nhất trong sự khởi nghiệp của họ. Rồi thay đổi bản thân nhiều hơn, cầu tiến nhiều hơn, cầu thị nhiều hơn, thì bạn mới xứng đáng được đứng ở vị trí tương xứng với những cố gắng bạn đã gửi gắm vào cuộc đời. Thay đổi bản thân cũng chính là đang thay đổi vận số vậy. Vì tâm người chính là phong thủy lớn nhất, nên nếu bạn chưa bao giờ đặt ý, chưa bao giờ chú tâm,
chưa bao giờ kỷ luật kiên cường, cũng tức là bạn chưa có tư cách để trách đời, trách mệnh chẳng được thuận. Xem tử vi của tuổi Canh Thân thấy rằng, đây sẽ là một thời điểm thú vị với nhiều diễn biến mới xảy ra, nhưng bạn hãy yên tâm, vì cát sẽ nhiều hơn hung. Con giáp này cần giữ cho mình một trái tim nóng và một cái đầu lạnh tỉnh táo, để có thể đón đầu mọi cơ hội đến với mình và tránh được bẫy tiểu nhân rình rập. Nếu bạn hạnh phúc, bạn có thể khỏe mạnh, và nếu bạn khỏe mạnh, thì cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp vô cùng. Sức khỏe là chìa khóa quyết định tất cả, vì thế nên tâm lý có vai trò rất lớn, quyết định sự thành bại của tuổi Canh Thân trong 9 ngày tới này. Càng mạnh mẽ thì tai họa càng ít và càng nhanh vươn tới đỉnh cao. Đế vượng sẽ luôn kề vai sát cánh, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Người nào có ý chí mạnh mẽ nhất định sẽ làm nên thành công lớn trong thời điểm này. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết tuần lễ vàng trong tháng 4 âm lịch 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Thân, tháng 4 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Quý anh chị tuổi Canh Thân là con giáp có ý chí mạnh mẽ, sống độc lập, tự chủ khi còn rất trẻ, không muốn liên lụy hay nợ nần ai trong công việc cũng như học tập. Nhờ được cục diện tam hợp thái tuế che chở nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu về dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Canh Thân trong tuần đầu này. Điểm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn biến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ mà đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hỏng đó, càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui. Cũng bởi nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến cát khí của tam hợp bị suy yếu, càng về cuối tuần công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi quý anh chị Canh Thân cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản mệnh quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, bạn đừng quá đặt nặng. Một khi bạn quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tuần đầu cảnh báo, còn có bạch hũ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ phải vất vả ngược xuôi nhiều hơn, đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó được phút giây nào an nhàn ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, quý anh chị Canh Thân làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn, trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. Về phương diện tài lộc, trong tuần đầu này, anh chị Canh Thân có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định, nhờ tam hợp cục, nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh, người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương, người kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc, tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều. Điều này cho thấy tuần đầu này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để Canh Thân đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn vào việc tích góp, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt, bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy giữ tay hòm chìa khóa. Tuần đầu này, nhân duyên rộng mở, nhờ tam hợp nâng đỡ, phương diện tình cảm của quý anh chị Canh Thân cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng rất có tiềm năng cho người độc thân. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Thời điểm này, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Song tính tình anh chị Canh Thân đôi khi mạnh mẽ quá mức cần thiết, cũng có xu hướng áp đặt người khác, bảo thủ và kén chọn trong chuyện tình cảm. Với những ai hiểu bạn thì không sao, người không hiểu sẽ cho rằng bạn chảnh, không tôn trọng họ, gây ấn tượng xấu, bạn nên điều chỉnh lại bản thân ở mặt này.
Trái ngược với người độc thân, tình cảm lứa đôi vẫn tồn tại nhiều bấp bênh, chưa thể ổn định được. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt khiến tính tình con giáp này có phần cứng nhắc, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt, tâm hồn khô cằn, thiếu sự lãng mạn là rào cản lớn khiến tình yêu đôi lứa gặp trở ngại. Vì vậy, hai bạn nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Người đang trong quá trình tìm hiểu, nếu tính chuyện hôn nhân lúc này chưa phù hợp, nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuần đầu của 12 con giáp cho biết, thời điểm này canh thân có hung tinh thiên nguyệt chiếu mệnh, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên sức khỏe có phần sa sút, khó đoán, thể trạng không lý tưởng, có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh bạch hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫn tới họa huyết quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Tử vi tuần 2, tuổi canh thân, tháng 4 âm lịch 2024. Anh chị tuổi canh thân hãy chuẩn bị cho tuần thứ 2 này nhiều tài lộc và may mắn, đón vận may nhỏ giọt từ đầu tuần. Đây là thời điểm canh thân có thể thỏa sức vẫy vùng. Tuy nhiên, thời điểm này nên chú ý sức khỏe, tránh quá sức cho các kế hoạch hay dự định trong tương lai. Sự nghiệp canh thân thời điểm này tương đối thuận lợi, tuy nhiên, cần cẩn trọng hơn để tránh những bất trắc bất ngờ. Xem tử vi tuần thứ 2 này cho thấy, tài lộc tuổi canh thân dự báo tiến triển bất ngờ. Tuần này, tuổi canh thân có thêm cơ hội kiếm tiền, thời gian tiêu tiền lại không nhiều. Bởi vậy, đây là thời điểm tuổi canh thân có thể tận dụng để tiết kiệm, tăng hầu bao. Nguyệt lệnh quan đế là cơ hội để con giáp tuổi canh thân tự tin thể hiện các thế mạnh của mình. Bạn có cơ hội bộc lộ chúng trong cách giải quyết các vấn đề lớn nhỏ phát sinh. Tuần này, mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại. Vì vậy, hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn, tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở. Vì vậy, nếu may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, bạn sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tuần này để hoàn thành thật nhiều việc quan trọng trong bản kế hoạch của mình. Tử vi tuần thứ 2 của tuổi canh thân nhận thấy, bác bạch nhập cung chính tây, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt. Liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đồ đầy túi bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Với những ai chịu khó khai phá năng lực của mình, không ngại khó, ngại khổ, thì sẽ sớm được đền đáp thôi. Khi nhận được thành quả xứng đáng, bạn sẽ nhận ra rằng nỗ lực của mình là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, lời khuyên là đừng quá tin tưởng vào các kế hoạch làm giàu nhanh, vì việc lấy bản thân ra so sánh với họ sẽ khiến bạn nản chí. Vận may từ trên trời rơi xuống thường là cái bẫy, hoặc có thể ai đó đang che giấu đi những khó khăn mà họ từng trải qua mà thôi. Ngoài ra, không nên thật thà để lộ rằng bạn đang có tiền, vì có những kẻ xấu tiếp cận với mục đích lợi dụng bạn đấy nhé. Tử vi tuần thứ 2 của tuổi canh thân cho thấy, vận trình tình duyên của người tuổi canh thân thuận buồm xuôi gió. Một gia đình êm ấm sẽ mang lại cho bạn nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Tuần mới, ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm vợ chồng thêm phần nồng thắm. Người độc thân có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, đừng vì thế mà trở nên quá phụ thuộc vào cô ấy hay anh ấy. Nếu không sẽ có lúc họ cảm thấy bị bó buộc, không thoải mái trong mối quan hệ này đấy. Thực thần ghé thăm, dự báo vận may quý nhân, giúp bạn hưởng lợi từ lời khuyên của những người lớn tuổi hơn. Đừng để cho những phân tích quá logic ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc và thả mình theo dòng chảy cuộc đời. Tử vi tuần thứ 2 của tuổi canh thân chỉ ra một số vấn đề liên quan đến sức khỏe như bị lây bệnh hoặc bệnh cũ tái phát. Việc này sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên phiền toái hơn. Thiên cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi canh thân ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tuần này bản mệnh phải để ý hơn tới sức khỏe của mình. Không được chủ quan, thời điểm này, bạn cũng nên để ý cả vấn đề năng lượng của bản thân. Ví dụ, bản mệnh cũng nên tránh xa những người có năng lượng tiêu cực. Ở gần bên họ quá lâu khiến bạn luôn có cảm giác khó chịu, bức bối, mệt mỏi, căng thẳng. Tử vi tuần 3, tuổi canh thân, tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi sự nghiệp tuổi canh thân vào tuần thứ 3 này, con giáp này đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí. Khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chính của các kế hoạch mưu cầu công danh chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong tuần này. Canh thân có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan,
Thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc giúp bạn gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này, canh thân cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn trong tuần mới. Hơn nữa, bạn đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể. Cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống. Hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc để hạn chế nhờ vả hay giao phó cho người khác và hạn chế việc mắc lỗi mà bạn không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm làm ăn khó khăn này, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng. Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Canh Thân sẽ có những sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp, cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi Canh Thân rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu bạn luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, bạn cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí bạn có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong tuần thứ ba này, bạn có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần bạn giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, bạn sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của bạn. Tử vi tuần thứ 3 của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Canh Thân có sự thăng trầm trong tuần này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Canh Thân sẽ rất suôn sẻ trong tuần và bạn có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng. Sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định, mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt, việc buôn bán tạm thời hứa hẹn một tuần khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới đều diễn ra suôn sẻ, giúp bạn có thể yên tâm. Tuy nhiên, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điểm báo tử vi cho thấy, thời điểm này bạn có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Canh Thân không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của bạn. Đồng thời, bạn cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ, đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của bạn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, có sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, hứa hẹn nhiều cơ hội tình duyên tốt đẹp cho những người còn độc thân, gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kẻo ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Tuần thứ ba, sức khỏe của người tuổi Canh Thân được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, bạn vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Canh Thân nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Thân, tháng 4 âm lịch 2024. Theo dõi tử vi tuần thứ 4 của 12 con giáp cho thấy,
Xét về phương diện sự nghiệp, tuần này sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định với người tuổi Canh Thân. Công việc vốn thế nào cứ làm thế ấy, dưới sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Tuần này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người tuổi Canh Thân. Khi Canh Thân bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm, để vừa tạo ra một cái kết đẹp cho tuần thứ tư này, và cũng là để tạo tiền đề cho thời điểm đang tới. Tuy nhiên, một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì sai, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người, nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của Canh Thân, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tuần thứ tư này, vận quý nhân của Canh Thân cũng khá vượng, nên khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, đừng ngại ngùng mở lời nhờ bạn bè người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn gặp được những người có tầm ảnh trong lĩnh vực mà Canh Thân đang theo đuổi. Trong những cuộc họp, hội thảo, đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, Canh Thân phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn chung, để phát triển sự nghiệp, người tuổi Canh Thân cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi nâng cao năng lực. Ở thời điểm này, nếu Canh Thân giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng, sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó, cho dù Canh Thân có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, trọng tâm của tuần này là người tuổi Canh Thân cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình, để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong tuần thứ tư, tài vận của Canh Thân khá ổn định, công việc thuận lợi, ít có sóng gió, nên đảm bảo cho Canh Thân nguồn thu nhập đều đặn. Trong cuộc sống thường ngày, nếu biết quản lý tài chính hợp lý, thì Canh Thân gần như không phải lo lắng gì về tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Lưu ý, tuần thứ tư này, Canh Thân có cát tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng cát tinh này không phải tài tinh, nên cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tuần này, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận. Với người làm kinh doanh, nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, Canh Thân sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để duy trì vận may tài chính tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì Canh Thân lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Con giáp này sẽ có dự định tìm kiếm các nguồn đầu tư làm ăn mới để kiếm một khoản lớn. Dù vậy, Canh Thân không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Về phương diện sức khỏe, tuần này, nguyệt lệnh lâm đất bệnh cảnh báo, người tuổi Canh Thân nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt. Nếu không chăm sóc bản thân cho tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho Canh Thân và thậm chí gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bản thân. Quý khán giả thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể, những ngày sinh đại cát của người tuổi Canh Thân là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp tuổi Canh Thân sinh năm 1980 này nhé. Người sinh ngày mùng 1 âm, mệnh cát tường, nam có tài năng thiên phú, nữ hiền lành, xinh đẹp, cả hai đều có năng lực làm việc, có thể tự gây dựng sự nghiệp và phẩm chất đạo đức tốt. Người sinh ngày mùng 5 là người có thiên tính thông minh, bất luận là khả năng hay dũng khí đều mạnh mẽ hơn người, giỏi tùy cơ ứng biến, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt với thời cuộc, có thể vượt qua sóng gió. Người sinh ngày mùng 9 có đầu óc linh hoạt, ý chí cầu tiến và tham vọng mạnh, làm việc tới nơi tới chốn, thích hợp với công việc kinh doanh. Người này tính cách can trường, không lùi bước trước khó khăn, không ngại tranh đấu với người khác. Người sinh ngày mùng 10, nam nữ đều cát lợi, nam chủ khôi ngô, nhanh nhẹn, nữ chủ thông minh, xinh đẹp, tính cách trầm ổn, phóng khoáng, là người chính trực thẳng thắn, sửa sự chân thành. Người sinh ngày 14 mệnh mang đại cát, phúc ấm tổ tiên, được sự giúp đỡ đắc lực của cha mẹ và quý nhân, một đời phú quý, không cần lo lắng nhiều. Người sinh ngày 25 âm lịch là số tốt đẹp,
có thiên hướng đọc sách, có trí, có tài, không hề nhàn hạ nhưng lại đắc lợi mệnh, có quan tinh, con đường quang lộc cực kỳ rộng mở. Người sinh ngày 27, nam mệnh thông minh, giỏi tính toán, đầu óc linh hoạt, có khả năng kinh doanh, có khả năng làm giàu, nhất là từ trung niên, nữ mệnh thanh tú, tươi đẹp, ngoại hình có khí chất tao nhã. Người sinh ngày 28 là người mang mệnh có quan tinh chiếu sáng, trời sinh giỏi lãnh đạo, công thành danh toại, có chức, có quyền. Người này luôn có chí hướng tiên phong, vượt lên trên người khác. Vâng, trên đây là tử vi của tuổi Canh Thân sinh trong 9 ngày tới. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.